SZC, mỏ vàng bất động sản khu công nghiệp, nâng tầm kinh tế Bà Rịa Vũng Tàu, phần 1. Công ty cổ phần Sanedaji Châu Đức, mã là SZC, nổi bật với tiềm năng trong lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp Việt Nam. Nổi tiếng với vị trí đắc địa tại Bà Rịa Vũng Tàu, Sanedaji Châu Đức được mệnh danh là mỏ vàng tiềm năng, sở hữu quỹ đất lớn thứ 3 miền Nam. Ngày 14 tháng 5 vừa qua, công ty trách nhiệm hữu hạn Electronic Tripod Việt Nam thuộc tập đoàn Tripod Đài Loan đã ký hợp đồng thuê đất tại khu công nghiệp Sanedaji Châu Đức với diện tích là 18 ha. Dự án tại Châu Đức sẽ bao gồm xây dựng nhà máy tổng vốn đầu tư 250 triệu đô, công suất 372.000 m², sản xuất tương đương 1.800 tấn một năm, dự kiến tạo việc làm cho hơn 1.700 lao động tay nghề cao. Tập đoàn WHA đã đề xuất dự án khu công nghiệp sinh thái thông minh với quy mô lớn tại đây tại Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2024. SSC đặt mục tiêu xóa dần các khu vực đất, khu dân cư và khu công nghiệp tại Sanedaji Hữu Phước để chuẩn bị cho kế hoạch kinh doanh cho thuê. SSC đã nhận bàn giao diện tích là 125 ha đã giao và thuê 55 ha đất khu đô thị từ 2023, đang đàm phán để thuê thêm 80 ha đất khu công nghiệp. SSC đang tiến hành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khu đô thị và đã kiểm kê được diện tích 73,39 ha. SSC đã quyết định phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng cho khu công nghiệp diện tích gần 93 ha với kinh phí dự kiến hơn 1.090 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty đang dành khoảng 200,5 tỷ đồng trong năm 2024 cho các dự án khu đô thị phía Bắc và Sanedaji Hữu Phước Châu Đức. Huyện Châu Đức hiện cũng có nhiều chính sách hỗ trợ các nhà đầu tư và đảm bảo cung cấp dịch vụ chất lượng cao cho lao động và chuyên gia làm việc tại các dự án công nghiệp, sở hữu cho mình nhiều bất động sản khu công nghiệp lợi thế cùng với các giải pháp hỗ trợ hạ tầng của chính quyền địa phương có giúp SSC có nhiều dư địa tăng trưởng. Hãy cùng theo dõi tiếp. Năng của SSC trong bối cảnh nguồn cung mới vẫn hạn chế như hiện tại, giá thuê đất khu công nghiệp sẽ tăng lên tương ứng. Những doanh nghiệp có diện tích đất cho thuê lớn và vị trí đắc địa sẽ được hưởng lợi. Trong đó có SSC, mảng bất động sản khu công nghiệp ổn định trong dài hạn, vốn đầu tư thực hiện và đăng ký trong tháng đầu năm đạt 3,8 và 4,3 tỷ đô. Tăng trưởng FDI giải ngân và đăng ký lũy kế kể từ đầu năm và cũng lần lượt ghi nhận 38,6% và 9,8%. Hiện tại, SSC sở hữu quỹ đất lớn nhất tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với hơn 1.500 ha diện tích đất khu công nghiệp, trong đó 500 ha diện tích đất cho thuê còn lại ở khu công nghiệp Châu Đức. Tính đến cuối quý 3 năm 2023, quỹ đất của SSC có vị trí đẹp khi ở gần những khu vực hạ tầng quan trọng như cách sân bay Long Thành 40 km, cụm cảng Thị Vải Cái Mép 30 km, cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu 10 km, giúp thu hút các nhà đầu tư FDI. SSC công bố kết quả kinh doanh quý 1 năm 2024, lãi trước thuế đạt 82,7 tỷ đồng, lãi sau thuế 65,1 tỷ đồng, lần lượt tăng 466% và 454% so với cùng kỳ. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 213,7 tỷ đồng, tăng 236% so với cùng kỳ. Ngày 31 tháng 3 năm 2024, tài sản tổng của SSC đạt 8.057,5 tỷ đồng, tăng 16% so với đầu năm. Tổng nợ phải trả của công ty vào cuối quý 1 giảm xuống còn 5.086,2 tỷ đồng, giảm 3% so với đầu năm. Dư nợ tài chính chiếm 53% tổng nợ phải trả, đạt mức 2.674,4 tỷ đồng. Những mảng bất động sản khu công nghiệp ổn định trong dài hạn, cùng với việc quỹ đất lớn, vị trí đẹp có tiềm năng tăng giá, cổ phiếu SSC được đánh giá là một sự lựa chọn đầu tư tiềm năng. Nhà đầu tư nên mở vị thế quanh vùng giá 42. Trong trường hợp cổ phiếu giảm từ 5 đến 10%, nhà đầu tư cần nhanh chóng cắt lỗ để bảo vệ danh mục của mình.